làm thế nào để đưa doanh nghiệp đi xa hơn, làm thế nào để đưa doanh nghiệp hội nhập. Những trăn trở về cách quản trị, cách giữ chân nhân sự, mở rộng quy mô đã buộc chúng tôi phải đi tìm lời giải cho doanh nghiệp, cho tổ chức mà mình là người chịu trách nhiệm chính. Hành trình tìm kiếm đó dẫn chúng tôi đến với VJCC, với JICA để rồi cùng gặp nhau dưới ngôi nhà chung mang tên cây 10, cây của kiến tạo và hành động. Thay đổi từ chính con người mình. Khóa học thắp lửa đầu tiên của thầy Tô Đa làm bừng tỉnh mỗi cá nhân về tầm nhìn, sứ mệnh và trách nhiệm của mình, của tổ chức mình với cộng đồng, với thời đại. Để hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của doanh nghiệp, những công cụ thực thi đã được xây dựng hết sức chi tiết, khoa học và bao trùm lên toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Những công cụ đó được chia sẻ bằng tâm huyết của thầy Kawaguchi với mô đun quản trị chiến lược, của cô Yamazaki với mô đun quản trị nhân sự, của thầy Shimizu và thầy Hirata với khả năng quản trị sản xuất theo phương thức Monozukuri, của thầy Huyền Minh và Thuận Đoàn cho mô đun chiến lược marketing, và thầy Thanh Bình với mô đun quản trị tài chính, thầy Sugiura với mô đun kế hoạch kinh doanh. Những gì được nghe trong suốt thời gian học tập ở Việt Nam đã được minh chứng rõ ràng qua kỳ thực tập tại Nhật. Cơ hội được lắng nghe, chia sẻ từ chính lãnh đạo những doanh nghiệp Nhật, được tận mắt chứng kiến các hoạt động của doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau, của cuộc sống thường nhật của người dân Nhật đã tác động rất mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của mỗi thành viên cây 10. Những gì đã được nghe, được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm đã dẫn đến những thay đổi hoàn toàn trong cách tư duy, hành động của mỗi thành viên cây 10 và tổ chức mình sau khóa học. Như là cái mục tiêu mình mong muốn, tức là tìm một khóa học về bằng cấp cao như của MBA, thì khóa học này đáp ứng hết những nhu cầu của mình. Với cái kiến thức của mình học được làm cho mình và doanh nghiệp mình có một cái định hướng rõ ràng trong vấn đề về phát triển doanh nghiệp, nhất là đáp ứng được cái là mong muốn là học về điều hành doanh nghiệp bài bản từ khâu đầu đến khâu cuối. Chị được ông xã chị bảo đi học để coi như là đồng bộ tư duy để quản lý doanh nghiệp. Nhưng đến đây thì chị rất là vui mừng được 28 các em trẻ cho chị những cái kiến thức thật là bổ ích. Lý do tại sao các doanh nghiệp Nhật có thể phát triển bền vững như vậy, như nước Nhật phát triển hùng mạnh như vậy trong thời gian rất là ngắn. Điều tâm đắc nhất trong quá trình học ở Việt Nam cũng như ở bên Nhật đấy chính là cái thứ gọi là người ta biết biến cái mục tiêu, cái khát vọng bằng những cách làm rất cụ thể, rất là chi tiết và có đường hướng rất là rõ ràng. Và qua những cái trải nghiệm đó thì thực sự mình thấy rằng là không chỉ học từ các thầy cô ở Việt Nam mà còn học được cái cốt cách tinh thần của người Nhật và trong quá trình học của Nhật. Ngoài ra còn một câu chuyện nữa, đấy chính là học từ chính anh em trong lớp và học chính từ cộng đồng cây. Thực sự đấy là một cái niềm tin mà mình nghĩ rằng là cái khóa học này có thể tạm dừng lại, nhưng mọi thứ đối với cá nhân mình như các anh em trong lớp cây thì mới thực sự bắt đầu. Vô cùng ấn tượng, rất là happy với khóa học này. Ok. Good. Yeah.